Hello, xin chào các bạn, mình là Kim. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn cho bạn khán giả cũng như tất cả các anh em luôn mà cần học cái này rất là hay luôn. Nên mình hướng dẫn cho các bạn cái bài Đêm Định Mệnh của anh Tuấn Hưng. Thì với bài này thì các anh em nhớ xài cái này. Ta phải xài cái này. Đó. Ta phải xài cái pedal này. Chúng ta đạp khi chúng ta đánh này, nó vang ra như vậy này. Không có thì nó không vang. Đó, nó vang này. Đó, không. Thì nếu mà chơi bài này á thì chúng ta sẽ sử dụng cái đơn giản thôi. Thì bây giờ mời các bạn theo dõi nha. Bây giờ là chúng ta sẽ đánh cái phần intro của bài này. Rất là đơn giản, ví dụ như là giọng son thứ. Nếu mà anh em mà chưa chơi được giọng son thứ, mình sẽ chỉ cho anh em chơi là giọng la thứ và thứ là đô thứ. Thì nó khó là từ, ví dụ từ chúng ta muốn chơi đô thứ đi. Ví dụ chúng ta muốn chơi đô thứ thì ta không không này, 1, 2, 3, chúng ta cộng trên bass cộng 3 lên. Đó. Thì nó sẽ thành đô thứ. Màn hình nó hiện đô thứ này, C major, C min, xin lỗi. Ra xin mình này. Rồi đô thứ nha. Thì chúng ta sẽ đánh intro nó như thế nào. Với bài này nếu mà anh em mới tập chơi thì chúng ta chơi nó rất là khó luôn, thì mình sẽ chỉ cắt dễ thôi. Tức là chúng ta sẽ đánh đầu tiên hợp âm la thứ 9. Rồi chúng ta là la, si, đô, rồi mi. Đó. Đó. Bên này chúng ta đánh đây. Si, đô, fa. Là fa, là chúng ta đánh là re thứ 7. Tức là re, mi, fa, la. Đó. Vậy là thứ 9 đếm. Re thứ 7. Mi thứ này. Bây giờ nó sẽ thành là mi 12, son 12 là mi 12. Mi thứ 7 thì vậy nha. Son. Rồi chúng ta sẽ đi ở bước này. Xong rồi, chúng ta sẽ vào cái style, style ấy, thì chúng ta sẽ chọn là piano ballad hoặc là solo tempo khoảng 65. Đó, chúng ta đánh vậy này. Hơi nhanh đúng không? Ok, tùy người nha. Rồi, chúng ta sẽ vào từ đây thì chúng ta sẽ lấy cái tiếng string và chúng ta intro tiếp này. Rồi chúng ta bắt đầu vào bài. Đó, thì trong cơn say là la 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 đấy, la à mi 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 mi. Re 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 fa mi mi la 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 do si si la si la mi re mi chi mi. Đó, chúng ta đánh đơn giản thôi. Hợp âm bên này thì mi 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 là la thứ 9. Re thứ 7 ha. Son trưởng son 7 cũng được. Đô trưởng 7 chúng ta sẽ bấm là đô si giáng. Son si giáng đô mi.
ma cho bài chúng ta bấm là la fa la đô mi la 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 mi mi trường bài nha nha la si la. Đó, nhau người đâu này? Chú anh và ta, chú em và ta. Là la thứ 9 nhỉ? Đó. The feel đấy. À, chúng ta đánh được khúc thì chúng ta chuyển đánh vô nữa. La la do la la. La la do. Si re nha. Đó là xón nha. Rồi, bắt đầu chúng ta đánh từ được khúc rồi. Chúng ta coi học âm bài này giùm mình nha. Đây thứ bảy, mi này mi bảy nha. Đó là tới la thứ quay lại hoặc la thứ chín nha. Ra chỗ này có thể dẫn. Rê thứ này, rê ma cho bài này, à rê thứ bài này. Con chưa? Đi được bài. Rồi quay lại, thì phần intro nó cũng giống y như hồi nãy chúng ta đấy. Không cần hát lại từ đầu mà chúng ta đều khúc một lần tình đã cho chúng ta yêu một lần thành công. Và nếu như anh em lần đầu theo dõi cái video của mình thấy hay thì nhấn nút subscribe để đăng ký, sau này có cơ hội chúng ta sẽ tiếp xúc thêm hoặc lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Nguyễn Kim. Nếu các bạn cần mua hàng hoặc là hỏi han gì về học tập thì hãy comment vào dưới này, và Facebook mình có để link gì đó. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.